ngoài trạm không gian trong chuyến đi lịch sử, hai nữ du hành đang thực hiện sứ mệnh lịch sử, trở thành chuyến đi bộ đầu tiên có đoàn phi hành gia toàn nữ. Cuộc chinh phục khoảng không vũ trụ của hai nữ du hành Christine Cote và Jessica Mayer có nhiệm vụ thay thế một bộ nạp xả ác quy bị hỏng. Bộ nạp xả ác quy điều phối việc nạp các ác quy dùng để thu nhận và phân phối năng lượng mặt trời cho các phòng thí nghiệm trên quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên tất cả các thành viên của chuyến đi bộ ra ngoài không gian hoàn toàn là nữ và là lần đi bộ thứ 43 ra ngoài không gian có thành viên là nữ. Cột được chỉ định là thành viên số 1, mặc bộ đồ có viền đỏ, mũ của cô gắn camera số 18, còn Mayer được chỉ định là thành viên số 2 mặc bộ đồ không có viền đỏ, mũ của cô gắn camera số 1. Đây là đi bộ ngoài không gian vũ trụ thứ tư của cột và là lần đi đầu tiên của Mayer. Chuyến đi bộ thứ 221 này là để hỗ trợ việc lắp ráp, bảo trì và nâng cấp trạm không gian và có 8 chuyến như vậy trong năm này, người phụ nữ đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ trong không gian là nhà du hành vũ trụ người Nga Bà Enil Savitskaya năm 1984, tiếp theo là phi hành gia NASA, bà Kathy Sullivan, đã có thêm 12 phụ nữ Mỹ đã tiến hành 40 chuyến du hành ngoài không gian trong 35 năm qua. Cột và Mayer sẽ lần lượt là thứ 13 và 14, ngày 11 tháng 10. Christina Cot đã có một chuyến đi bộ ngoài không gian với đồng nghiệp Nam để thay thế pin HydroNiken cũ bằng pin lithium-ion mới hơn, mạnh hơn.